Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình mà có thể là các bác đã rất là quen thuộc với cái khái niệm là carbon lâu lêm. Thì hôm nay em lại về một chiếc gọi là titan, một chiếc xe không titan lâu lêm, không thương hiệu. Nó là một chiếc không làm bằng titan nhưng mà là trần. Thì như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì hiện nay trên thế giới là có 3 vật liệu sản xuất xe đạp chính là nhôm, carbon, xong rồi đến titan. Thì titan nó là dòng gọi là cao cấp nhất để làm nên khung xe đạp, cũng là những cái vật liệu nó đắt đỏ nhất, đắt hơn titan. Và cái độ nhẹ của nó thì cũng nhẹ hơn là đắt hơn là carbon, và cái độ nhẹ của nó thì cũng nhẹ hơn carbon rất nhiều. Xe thì được sử dụng bộ gấu chuyển động Shimano DOG, bánh 27,75 inch, toàn bộ là titan trần hết, nhìn rất là đẹp. Cái phân biệt này, cái mối hàn của titan nó sẽ nhỏ, nó nhỏ hơn mối hàn của nhôm, nhỏ như cái đầu đũa này thôi. Thì cái mức giá đang bán là 14.900.000, bán công khai tại cửa hàng là 14.900.000 này, rất là rẻ luôn cho một chiếc xe đạp không titan chạy full bộ chuyển động DOG, phanh dầu Shimano, bánh 27,5. Đi trục rỗng của DOG luôn. Và Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 57 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến khoảng 1m75 đi là phù hợp. Thì 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Thì giá bán là 14.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.